Video này chỉ mang tính chất giải trí. Còn tôi là một thằng Weibo Gen 02. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với lại kênh NGMN Community. Thì đây là video đầu tiên nói tiếng Việt của mình. Cho dù mà kênh này là về NGMN Community, thì mình muốn nói về các YouTuber khác cũng như là content của họ, kiểu như là để cho mọi người biết về kênh đó nó như thế nào và những điểm tốt, điểm xấu của họ và cũng như cho họ để phát triển. Thì hôm nay đây là video tiếng Việt cho nên mình sẽ nói về một trong những YouTuber Việt Nam, nói đúng hơn là công ty rất là nổi tiếng trong ngành Yu-Gi-Oh, nói chung là nổi tiếng nhất Việt Nam đó. Có lượt view và lượt subscribe còn nhiều hơn cả Simo và Team Samurai X. Và kiểu như là họ đã truyền cảm hứng cho bao nhiêu người Việt Nam để mà đi chơi Yu-Gi-Oh H5. Thì như các bạn cũng đã biết kênh này là kênh gì rồi đó. Hôm nay mình sẽ nói về rạp xiếc lộn. Hôm nay mình sẽ nói về M2 Do Channel. Nếu các bạn là một fan của Yu-Gi-Oh ngày trước thì chắc chắn các bạn sẽ từng làm những cái trò này. Thì các bạn sẽ mua cái cái cổng trường và chơi đập bài, hoặc là nếu một vài bạn thì thích chơi lục thiệt do các bạn đọc manga về Yu-Gi-Oh, về Yu-Gi-Oh hoặc là anime về nó, thì chắc chắn là nếu các bạn có YouTube thì các bạn cũng sẽ search về Yu-Gi-Oh thôi. Và để tạo ra một cộng đồng thì thường là các bạn sẽ search về Yu-Gi-Oh Việt Nam, hoặc mấy bạn thích phim ảnh thì sẽ search về Yu-Gi-Oh Live Action hoặc là Yu-Gi-Oh Movie. Thì lúc đó vì các bạn đang ở Việt Nam cho nên là kênh M2 Do Channel sẽ hiện hẳn lên và một vài video của nó sẽ đập vào mắt các bạn, ví dụ như là video Yu-Gi-Oh Live Action. Thì theo mình thì video Yu-Gi-Oh Live Action nó cũng không tệ lắm. Nhưng mà từ tập kiểu như là sau khi mình quay lại một thời gian thì cái video Yu-Gi-Oh Live Action thì thiếu mất tập 2 và cái nội dung thì nó hơi khó hiểu một tí. Cái tập 6 thì nó hơi lan man nữa. Cho nên là kiểu như làm thì làm cũng được thôi, mà mong là các bạn ấy sẽ chỉnh chiêu một tí hơn và đầu tư thêm một tí. Thật sự mà mình muốn nói ở đây không phải là về cái video live action của M2, mà là về cái sự hiểu biết và kinh nghiệm chơi của những thành viên ở trong M2. Bởi vì gần như là họ không biết chơi và kiểu như là mình nghĩ là họ thậm chí họ còn chả đọc được tiếng Anh nữa. Nếu mà phải nói thật lòng thì cái cách nói chuyện của họ và gọi là cái cách đọc effect của họ, phân tích effect và gọi là phân tích các cạc của họ thì như những người mới chơi. Nếu mà phải ví dụ thì mình sẽ cho các bạn xem video ví dụ như thế này. Pháp thuật đầu tiên của Edemion đó chính là vô hiệu hóa sự kích hoạt của bất kỳ hiệu ứng nào từ quái thú nè, ma pháp, cạm bẫy, bất kỳ hiệu ứng nào. Chơi Edemion mình coi là mình thấy tức á. Các bạn nhìn mặt mình à, thấy tức không? Nói chung là mình cũng tức lúc đầu khi mình coi ấy, nhưng mà giờ thì mình khá là lờn với lại những cái content về của M2 rồi. Họ đọc bài tiếng Anh mà họ đọc còn sai thì mình không biết họ đọc tiếng Nhật thì chắc họ lú luôn nhờ. À, cũng vì lý do đó mà họ ghét tiếng Nhật nhờ. Giả sử lúc này Konami Nhật Bản xuất hiện và nói rằng các bạn Việt Nam ơi, các bạn hãy chơi Yu-Gi-Oh phiên bản tiếng Nhật đi, bởi vì các nước châu Á xung quanh các bạn cũng đã chơi phiên bản Yu-Gi-Oh tiếng Nhật rồi, các bạn cũng là một nước châu Á thì mình chơi tiếng Nhật luôn cho nó sơm tụ. Nếu mà các bạn chịu chơi Yu-Gi-Oh tiếng Nhật như vậy thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái hỗ trợ các bạn, hỗ trợ chính thức các bạn ở Việt Nam luôn. Thì nếu mà Konami hỏi như vậy, đặt câu hỏi, đặt vấn đề như vậy thì mình sẽ phản ứng như thế nào các bạn? Ngay lập tức mình sẽ nghỉ game này, đồng thời vận động hơn 60.000 khán giả của M2 Do Channel chuyển sang một game khác ngay. Được trời trợ mà còn nghỉ game thì mình không biết làm sao để bạn chơi game lại. Mà chơi tiếng Nhật thì họ vẫn đọc sai F của tiếng Anh. Hay. Còn một ví dụ nữa về cái sự mà không đọc kỹ effect của họ, đó chính là ở trong video này. Lá bài kế tiếp chúng sẽ có là Sharon Fusion, ma pháp dung hợp dành riêng cho bộ bài Sharon, dùng nguyên liệu từ tay hoặc là ở trên sân. Cái nhảm nhí nhất dành cho đối thủ là nếu đối thủ của bạn có quái thú triệu hồi đặc biệt từ Estrades thì bạn có thể lấy quái thú đó làm nguyên liệu dung hợp để ra Sharon luôn. The best card here forever. Really nigga. Nếu mà Sharon Fusion mà có effect như vậy thì chắc là mình không ai chơi Sharon đâu. Tại vì cơ bản là cái effect đó số Bully làm tốt hơn hẳn. Nhưng mà không thể trách bọn họ được, tại vì ngay cả tới luật chơi mà bọn họ còn không biết nữa mà.
thì các bạn hãy xem video sau đây để các bạn có thể thấy được luật chơi của bọn họ vững đến cỡ nào. Và cái này chưa tính, cái này chỉ về bạn có đi hay hay không thôi. A few moments later. Nhân tiện mình nghĩ Amirish là hàng in do là không có con này phổi common. Mà chưa hết chuyện. Khang, đủ không Khang? Up thì được quyền dùng lên không? Hai bên đều, biết, hai bên đều biết con đó. Nhưng mà hai bên tôi khác tên, có điều kiện. Hai bên đều biết con đó là gì đâu. Được không? Được. Được, cho tự nhiên mình. Rồi, cho luôn. Hai bên biết rồi mà. À, em đặt bên đâu đó. Tôi không biết anh bạn Khang này là ai, nhưng nếu mà anh ta làm judge thì tôi nghĩ có thể mọi người sẽ top hết cả tất cả các giải, bởi vì anh ta thậm chí còn không biết luật. Và tôi nghĩ con Apollosa nó vẫn là con in. Nhưng một trong những điều mà đáng nói của M2 đó chính là những cái hiệu ứng của card của bọn họ và combo của bọn họ. Tuy là họ nhận làm những cái combo mà tại sao lại cấm, nhưng mà những cái lá mà bị cấm ở thời đại hiện tại họ lại không biết. Giống như họ là người vừa mới từ thời đại Duel Monster xuất hiện vậy. If the world checklist Justicia tự do thành cấm, thiệt tình mà nói thì mình không chơi bộ bài này, cho nên không biết là nó mạnh ra sao hết. Nhưng khi đọc qua hiệu ứng, quái thú này cho phép chúng ta thêm bài lên tay, cũng như là triệu hồi đặc biệt quái thú từ bộ bài. Mình có thể nhận ra được sự hữu dụng của quái thú này trong bộ bài World Challenge. Thôi thì chia buồn với các bạn sử dụng bộ bài này vậy. Thì đúng là Eve xài trong World Challenge nó vẫn khá mạnh, nhưng mà đây không phải là lý do nó cấm ai vậy. Khoan, nó còn nữa đó. Cuối cùng, hai lá bài với hiệu ứng One Bordeaux, Konami cũng quyết định không tha, không nhân nhượng, cấm luôn. Hai tội nhân nhỏ nhắn này mang tên Power Up Bull và Black Queen Team The Lock, theo mình với hiệu ứng chỉ có thể sử dụng một lần trong duel thì thật sự không đáng để bị cấm. Còn đối với các bạn thì thấy như thế nào? Coi từ nãy giờ mà mình cũng mới nhận ra rằng cái kinh này không ai đọc đúng được cái tiếng Anh hết. Mà mình thấy gọi là Steam The Lock với lại Glow Up cũng đâu có đáng bị ban đâu. Effect One Spell Duel mà đâu có gì mạnh đâu đúng không? Hai đứa nó mà thả thì chắc cái meta TCG nó loạn mất. Cái con Distrudo mới là cái con không đáng bị ban kìa. A few moments later. Thì nói thật á, mình cũng thấy mà hai tuy là có những cái điều đó rất là tệ, nhưng vấn đề họ cũng không hoàn toàn là một cái kinh mà hoàn toàn tệ. Ví dụ như mấy cái kinh mà Mr. ACN hay nói, thì họ chỉ bị những cái rắc rối đó do là thiếu kinh nghiệm chơi thôi. Nếu mà M2 có coi được những cái video này á, thì M2 hãy gọi là họp lại bạn bè với nhau. Tại vì mình cũng không muốn một kinh như vậy nó bị sa sút như vậy, bởi vì đây là một trong những kinh mà gắn liền với lại bao thế hệ trẻ Yu-Gi-Oh Việt Nam, trong đó có cả mình, cho nên đừng gọi mình là Cider nha. Nhưng mà vấn đề chính của cái video này đó chính là làm ơn đừng có cho người mới vô làm video nữa. Mấy người mới nó nói nhanh như đọc rap mà đọc effect kinh cạc không có đúng. Mà tính ra mấy người cũ ở kinh này cũng đâu có đọc đúng effect đâu, với lại cả tên cạc nữa. Chắc mình vừa tự bóp bản thân giống như là cái ban list tháng 1 của Konami TCG cho Pendulum vậy. Mà nhân tiện thì cái video này nó cũng không có hề chửi một cá nhân hay là tập thể nào cả. Đây chỉ là video sự thật mà mình nói với lại M2 Duel Channel thôi. Mấy bạn sitter vào đây thì đừng có chửi mình nhé. Cho dù các bạn chửi thì ít nhất các bạn hãy cũng hãy để cho M2 coi cái video này và tự nhận biết thấy. Và nếu chính M2 chửi thì mình cũng chịu. Yo, và đó là kết thúc của video này.
Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau.